cô bác, cô chú, chị. Hà Nội đang hơi bị co ro trong cái rét đầu mùa. Cũng chỉ là mùa thu thôi, nhưng mà trời lạnh đột ngột và nhiệt độ giảm và cũng kèm theo mưa là cảm giác rất là lạnh. Đấy thì có cái đặc trưng riêng. Thì quay lại cái chuyện mà cây cối tí, tức là mày muốn khoe các bác cái cây, nhất là cái rành rành này. Tí nữa sẽ bê xuống cái nền này để quay, để cái ghế này quay chi tiết cho nó rõ, nhưng mà bây giờ hiện tại nó đang nặng quá. Đây, rất là nặng. Con rành rành thì con rành rành rất là khủng bố. Rất là khủng bố và đã vào đá, sơ bộ vào đá rồi, ổn định chậu rồi. Đấy, thì tí nữa sẽ quay chi tiết để các bạn cùng thưởng lãm. Đấy, cũng nhập đội được khoảng độ nửa tháng này rồi. Đấy, chủ cũ cũng là một người chơi cây rất là chuyên nghiệp. Đấy, thứ hai là cái cây si này, cây si gọi là si tía đi, si tía. Đấy, và những cây này thì quay rồi. Đấy, các bác nhìn thấy mưa gió này, cây cối nó như rừng rậm rạp chi chít như rừng trên này nhá, trên này nhá, một loạt trên này nhiều lắm các bác, nhiều lắm, mà người nhập vào hơi kinh đấy. Tiếp theo là khoe cái cây nam điền này. Nam điền thì vừa nhập đội được khoảng độ 3 ngày này thôi. Nam điền tí nữa quay các bác nhé. Bây giờ nhấc cái cục kia xuống cái cục rình rành xuống đất này để quay cho nó được các cái mặt các bác nhé. Đây, các bác vừa mới cặp xuống đây, nặng quá, nó mưa nó có nước khuỵu gối xuống như thế này này, quá nặng. Tí nữa thì sấp mặt rồi. Và là đúng là con nước vào nó nặng gấp nhiều lần hôm trước, em rất mất công để cạp nó lên trên này một mình bê. Đấy thì nay lại phải cạp xuống để quay phim các bác, quay phim để chờ khoe các bác, thì khoe các bác cái cây này các bác. Bác chủ cũ bác vào bác đang để bị cháy nắng nên bác cắt đi, lá nó còn bị cháy. Nhưng về em mấy hôm này thì nó rất là khác rồi, xanh miết và đang trồi lộc rất là khủng. Mình dành thực tế rất là khỏe. Đầu tiên các bác nhé, đầu tiên đi từ dưới lên đi. Dưới này, cái chậu này thì tạm được và cũng khá hợp với cái thân hình của thân con rình rành này. Đấy, chậu này cũng chỉ tầm mấy trăm nghìn thôi. Tiếp theo đây, cái chiều rộng của chậu này. Đấy, nó khoảng độ 2 cân cây rưỡi này. Chiều rộng nó cỡ độ 2 cân tay. Và đã được làm đá sơ bộ. Tất nhiên bác làm đá đây thì cũng không đánh giá cái trình độ, nhưng mà cũng là người biết làm đá. Và thực tế là em không rõ là cái thân này chắc chắn là nó dính vào nhau, nó cùng một thân này, nhưng mà cái đoạn cốt này không biết nó như nào. Chắc gắn đá vào đây thì nó sẽ nhìn, nó sẽ ưa nhìn hơn, nó sẽ khác, nhìn nó rất là đồ sộ. Đây, đá đây, hình vòng của mình, đá này, ui đầu gối quá, đá được chèn vào và các cái kẽ rễ này, nhìn bệ của nó sẽ rất là khủng lên rất là nhiều. Một cây này là một cây khủng rồi, cũng được đã đục tạo sẹo và bôi keo rất là xịn, bôi keo Nhật rất là tốt này. Bôi keo sẹo Nhật rất là tốt. Đấy, cái gốc rành rành kiếm nó cũng hơi ít đấy các bạn. Đấy, mặt sau đây, chung mặt nào chơi được, cây này mặt nào chơi được. Đây là phần bên dưới. Ôi, bên dưới đây,
liền thân các bác nhé. Phần đuôi và phần đầu đều liền nhau đấy các bác, cùng một khối một gốc nhé. Đấy, nhìn từ trên xuống đi các bác nhé. Trên xuống. Trên xuống này. Rất là sần sùi và cũng đợi ở đấy, ở đấy bị rách tay không biết được không, rách tay không biết ở đấy thì xót xót bị quệt vào đâu đó rồi. Trên cái chậu này cũng không rõ, rất khá là dài. Ok đi. Đấy, thả nào cái xót xót đấy thì ra đây chiều cao của nó các bạn, chiều cao từ mặt chậu lên cỡ tầm hai găng tay, cỡ tầm con này cao tựa tầm 30 đến 35 phân từ mặt chậu lên đấy, rất là quái, khá là quái. Đây những phần chạy lại có những cái nhánh nhỏ nó trồi lên như là bụt mọc, các bác cứ biết cái cây bụt mọc ở xung quanh ao cá Bác Hồ đó. Nó cứ trồi này, cái cây này nó nhìn nó quái độ đấy. Những cái sẹo này bác, ngày xưa bác cứ đục nó đã tự tạo, đang bò thì rất là tốt rồi, đang bò rất tốt rồi đấy. Bác này bác bôi keo sẹo cũng khá là tốt, rất quái. Cái nhánh nó trồi đấy, nó ngày xưa kiểu như đua nhau nó lên, trồi lên nó chen chúc nhau nhìn rất là kinh khủng, nhìn cái như này chuối tay bàn tay này. Chi chít này. Rất khủng đấy các bạn. Rất khủng, rất quá. Đây, phía bên này rất khỏe, vẫn chạy. Rất khỏe, rất khỏe, vẫn chạy. Đang phun lộc, đang nhú lộc các ơi. Đặc, đoạn này rất đặc, rất to, rất khỏe. Đây này, cốt thật của nó rất là to, rất là đặc. Đấy. Bàn tay có bé nhỏ so với thân hình của nó. Đấy, mặt sau thôi nhé. Rồi ok. Bây giờ tạm thời đã quay xong, tí nữa bây giờ lại cho lên cái kia để đưa con Nam Điển ra đây quay các bác nhé. Đây, cụ lại ngự trên này rồi. Đấy mà các bác. Đây cụ này nặng không kém đâu nhé. Nặng không kém mà tiền nong thì hai cụ lúc nhập về là nó ngang nhau. Cụ Điển Phôi. Đấy, Điển Phôi. Bác chủ đây là những đường đục của bác chủ cũ, thì em cũng thực tế nói là phải xử lý thêm một chút nữa cái đoạn cổ này, một chút cái hoa thị ở đây nữa, đoạn này một số 8 ở đây nữa, số 8 hoặc một cái hoa thị to ở đây nữa để cho cái đoạn này nó đỡ đơ. Bỏ cái chỗ này đi, bỏ vậy nó đi và bệnh của nó thì tự nhiên của các chị nó cũng chưa được ok lắm, nhưng mà trong sau thời gian thì nó sẽ ngon đấy. Chỉ tổng quan một phát để các bác nhìn mấy cụ này đang như nào các bạn này. Hiện tại thì đang kiểu ba vai lùn đây, chậu tròn, cái đường kính chậu này cỡ hơn hai găng tay của em một tí, đường kính chậu và đây.
cốt hai tay một gọi khá là dù gì tầm cao tầm đúng 30 phân, từ mặt chậu lên cao đúng 30 phân mặt sau các bác nhé. Mặt sau thì cũng rất là ưng, cũng không đến nỗi nào đâu bác, chủ cũ bác đục hơi nhẹ nhàng một tí một vài điểm thôi. Hiện đây đây cổ gạ có lẽ là nên thêm một chút ở đấy nữa. Thêm một chút ở đấy nữa. Đấy ở dưới này còn cái bệ nữa cơ, nhưng đang vùi để nó phun ra, có đục một phát đây để phun cái bệ ở đây ra nữa. Đấy thì cái này thì đang nuôi để lớn cái này thêm thôi, chứ sau cũng cắt bỏ này. Đấy sau sẽ cố gắng dập những cái mầm ở đây ra. Điền khá là nhức nhối và khi tung lên diễn đàn thì cũng rất là nhiều người quan tâm cái cụ này. Đây, chợ. Và mưa vào nó cũng rất là nặng, bề nặng không kém như cụ rình rành vào thái cái đâu, có chẳng nhẹ hơn một chút thôi, nhẹ một chút. Đấy. Tay cảnh đang cắt khá là dịt, cắt giật tất nhiên là còn nhiều năm nữa mới hoàn thành, nhưng mà chơi khôi là cũng vui rồi. Thôi làm vui. Đấy. Mặt trước. Mặt chính này. Đó là rụt xịt. Rụt xịt và khỏe. Đuôi này, bệ thì tất nhiên là cây tự nhiên của bác, nhưng bệ nó cũng tự phát lắm. Cái này sau sẽ giật những cái này xuống để mượn cái rễ này, mượn cái rễ này và cố gắng chích ở đây ra cái lỗ để phun cái mầm ở đây ra, là phun cái rễ ở đây ra thì sẽ có bệ thôi. Đấy. Con này đục tỉa hơi thô một chút, mặt chủ cũ bắt đục hơi thô một chút, chắc sẽ lượn một tí ở đây cho nó nhìn cho nó nghệ thuật chút. Đó. Nhìn cũng mê đúng không bác, nhìn nó cũng mê đấy đúng không? Chẳng cần phải chân chiếc gì nhiều đâu, nhìn nó cũng mê lắm rồi, mê lắm. Chứ mà chân chiếc đầy đủ thì con này nó nhiều tiền lắm, em khó mà xế. Đấy. Rất khoái. Phê đúng không ạ? Cũng xứng tầm con rành rành quái của cái. Đấy. Rồi, bây giờ để lại bê xuống nhường chỗ cho cụ Si, con Si tía đây. Thì để vào vị trí con nhé. Đây, khoe nốt cụ Si này. Si này thì nó còn đang già nả lắm, đang nuôi thả. Nhưng cơ bản nó cũng cao tầm 25 phân, hoàn thiện cao tầm 25 phân và khá là u biếu, cái trực khá là u biếu. Trực khá là u biếu, cái rễ này sau bỏ đi, tôi sẽ bỏ cái rễ này đi. Để lấy cái ở dưới. Đấy. Thì nó cũng còn gian nan lắm, còn đang nuôi sổng cho nó to. To bằng ngón tay này thì cắt giật, cứ cắt, cứ mều mẩu cắt giật phát cho nó rụt dịt lại. Sao tự đẹp rồi các bạn. Đấy, không, các bạn không cần suy nghĩ nhiều, quan trọng là bác phải kiên trì. Chờ được. Đấy, mặt trước nhé. Sau này. Khá ung biếu ấy. Con này với con rành rành kia thì cùng một chủ. Cùng một chủ. Đấy. Này. Đấy. Khá là hay. Khá là hay. Gái á? Nheo. Và mẹ đi. Bố nó quay phim rồi bảo đưa đi con đi đái. Vô duyên quá. Nè,
Ha ha, đi học còn vui. Ờ, thấy nóng nóng. Không. Đấy, thấy ngồi đằng lưng thì nóng nóng. Thấy ngồi đằng lưng thì nóng nóng. Mai có đi dã ngoại được không? Hả? Đây, trực nhưng khá là lằn ngoằn, khá là xỉu xỉu. U biếu đây. Bắt chủ các cái bể lằn ngoằn quá thì em không tháo ra, bởi vì đã vào dây rồi thì không tháo nữa. Khi nào chờ hoàn thiện cắt ngắn, thu ngắn cái đầu mẫu này, thu ngắn sẽ rất là hay. Đấy. Tất nhiên là phải chờ được các bạn. Phải chờ được cái kiên trì. Chơi cây là rất kiên trì. Chậu cũ. Chơi cây thì rất kiên trì các bạn nhé. À, chúc các bác ngày càng có nhiều cây đẹp, thành công nhé. Hôm nay khoe như vậy, tạm dừng nhé. Tạm dừng nhìn cái này thôi, nhưng mà từ đây vào trong kia đã mấy chục cây rồi. Đây nè. Đây nè. Đấy, gặp rồi. Đây nè. Đấy. Đây nè. Ở đây cái cây ngọc bút. Cây ngọc bút hôm trước cắt đây. Nó đang phun ra đây. Đấy, gớm mặt đấy. Sau thay vào cái chậu nó thấp thôi, nó bệt thôi. Liền cho xuống đây rồi. Ông lá móng này thì đẹp quá, các lá đẹp quá, lá móng xanh mướt. Đã giật được ngọn, cây này đã giật được ngọn ra đây rồi. Giật hai cái ngọn thì tùy chọn, sau sẽ lọc, lấy cái nào thì lấy. Đấy, ba lông đang phun lọc rồi. Đây này, đống này, sắp thành đại gia cây rồi. Kia, ông đắt tiền nhất thì lại vứt thứ xó kìa, cùng xốp. Rồi, xin cảm ơn các bác theo dõi nhé. Đào tay quá.